NAT hai phần, một là NAT static, con server này là web server anh NAT ra ngoài, em hiểu chưa? NAT ngoài 180, web server NAT ngoài 180, web đúng không? Địa chỉ 10.1.1.2, em hiểu chưa? Còn con DNS nữa, DNS anh sẽ lấy con DNS ra ngoài, địa chỉ bao nhiêu? Địa chỉ bao nhiêu? 10.1.1.3, em hiểu chưa? DNS. DNS sử dụng cho thức gì? UDP 153 đúng không? Thì mà tôi sẽ NAT IP này ra ngoài 180, NAT này ra ngoài 153. Những cái địa chỉ IP đầu nối của nó không là một này này, nó chỉ là sẹp 30 thôi, em hiểu chưa? Sẹp 30 nên tôi phải NAT ra một IP khác. Thế trên auto là một này phải định tuyến đến cái IP đó, NAT ra ngoài, hiểu chưa? Rồi, bước 1 em đặt IP đã. Interface bao nhiêu? Interface bao nhiêu? Có không như không đúng không? Không sát. Rồi. Phát 0.1 đúng không? Là 113.11.1.1. Rồi. Ok chưa? Rồi. Cái pool đấy thì không làm gì cả để nguyên thôi. Trên cổng này cũng vậy, interface phát 0.0. Ok chưa? Rồi. Hiểu chưa? Từ đây tôi định tích những cái pool này, em hiểu chưa? Để tí nó NAT ra cái pool này mà. Thì trước mắt thì anh em cấu hình NAT ở đây á, NAT static bên này. Các lưu ý tập trung này NAT này. NAT web server này, IP NAT inside thuộc static. Giao thức gì? TCP, IP nguồn là bao nhiêu? Port local là bao nhiêu? 80. Ra ngoài là bao nhiêu? 1. Bọt bao nhiêu? 80. Tức là nhỉ? Tức là thằng này 10.2 ra ngoài bằng 23.162.1.1.180. Tức từ ngoài vào là phải vào 1.2.180, hiểu chưa? Thì nó sẽ biến thành là 10.1.1.2.180. Nhớ nha. Rồi, ok. Tiếp tục NAT UDP 10.1.1.3 ra ngoài đúng không? IP NAT inside thuộc static UDP 10.1.1.3. Bọt bao nhiêu? 53. Ra ngoài là bao nhiêu? 23.162.1.1 có được không? .1.1 được không? Được, bình thường. Vẫn được, nhưng mà nó bọt khác mà em, bọt 53. Tức là thằng này vào 1.1 bọt 53 thì nó sẽ ra con này là 10.1.3 bọt 53. Thằng này vào 1.1 bọt 80 ra 1.10, em hiểu chưa? Nhà nghèo mà ít địa chỉ IP hết phải dùng chung như vậy. Ok không nhỉ? Ok không? Đó. Rồi. Apply vào cổng đánh lệnh gì? Interface F0/0. IP mặt ngoài gì? IP NAT outside inside. Outside. F0/0 mà. À, không không xin lỗi, không inside đúng không? Interface phát 0/1, IP NAT gì? Được chưa? Rồi. Trên này tôi đặt IP thôi. Mười chấm một chấm một chấm hai. Rồi. Con này là 10.1.1.3. Ok chưa? Rồi tôi cấu hình dịch vụ nha, service này, DNS. vns.edu.vn. Nào, địa chỉ IP bao nhiêu?
10.1.1.2 thế. Nếu mà em bảo như này ấy, thì tí thằng ngoài nó hỏi dns.vn.edu.vn ông trả về 10.1.1.2 ấy. Thì từ đây nó có đến 10.1.1.2 được không? Không, phải là địa chỉ IP NAT đấy. Hiểu chưa? 23.162.1.1 đúng không? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nếu em đặt IP local trong nó cứ phi vào trong sao không giải được mà phi IP này này, em hiểu không? Rồi, xong. Trên này tôi hiện NAT overload đúng không? Bước 1 em phải định tích lên cái pool kia đã. Đúng không ạ? IP root 23.162.1.0. Một chấm một đúng không? Đấy là định tích cái pool này. Tại người dùng phi vào cái pool này mà, hiểu chưa? Nhưng thực tế á, ngoài internet ấy là cái con router này không kết nối trực tiếp đây đâu, nó kết nối rất nhiều router khác ngoài internet nữa. Làm sao nó đến cái IP public ấy được, hiểu chưa? Và IP public 23 là IP duy nhất. Rồi tôi sẽ thực hiện NAT cái sau. Bước một là gì em? Định nghĩa IP nào được NAT ra ngoài bằng standard hay extended? Extended được không? Extended thì em có định nghĩa chặt chẽ hơn, đi từ đâu đâu mới được NAT, em hiểu chưa? Đấy, bọt nữa, thôi. Permit, any là được, tất cả các chú cho NAT hết, được chưa? Hiểu chưa? Lúc này Acelis chỉ là công cụ ý nghĩa cho NAT thôi, em hiểu chưa? Rồi IP NAT inside thuộc lead thế, interface thế. Phát không trên mấy? Phát không trên không chứ. IP NAT inside thuộc lead 1, sau đó interface cổng mặt ngoài, em hiểu chưa? Lưu ý cho anh nhá. Các bạn đánh đoạn này sai cũng không được này. Over. Ok chưa? Interface phát công trên không. IP NAT thì outside. IP public outside. Interface phát công trên 1. IP NAT thì inside. Hiểu chưa? À. Ở đây tôi có địa chỉ IP 10.1.1.2. DNS là bao nhiêu? 233. Đúng không? Đó. Tôi thử luôn. Được không? Được chưa? Đó. Kiểm tra bằng NAT nhá. Đây. Các phiên UDP bọt nguồn tự động sinh ra chưa? 1025 chưa? Bọt đích outside local là cái 23.162 bọt 53 chưa? Là bọt DNS đó. Sau khi thằng DNS trả về thì nó sẽ phi đến 13.171.1. Địa chỉ outside global tức là địa chỉ nó NAT ra ngoài ấy, em hiểu chưa? Và sự bọt đến đích ở đây bọt 80. Nó vào web. Em hiểu chưa? Đấy vậy. Các bạn đã thực hiện xong. Ok chưa? Vậy từ trong này ra ngoài NAT overload qua địa chỉ này. Đến IP public này là IP pool NAT trên cổng này, NAT trên đây. Tới đây phải định tuyến đến cái pool này. Được chưa? Ở bên trong này cứ NAT ra ngoài pool này bình thường thôi. Nhớ phải apply đúng cổng, inside là IP private, còn outside là IP gì? IP gì? Không đi, nhớ chưa? Và trong cái IP inside thuộc list 1 interface cái cổng NAT overload là phải cổng mặt ngoài nhá. Để NAT lại vào trong mà không chạy được. Ok chưa? Rồi chúng ta thử đi.